Kem trộn đã không còn gì xa lạ đối với nhiều chị em ưa thích sở hữu làn da trắng cấp tốc. Trong khi có nhiều người lên án về vấn đề bán và sử dụng kem trộn, thì những người bán hàng cũng đáp trả bằng cách đưa ra rất nhiều lý lẽ. Người bán hàng sẵn sàng mang cả thau kem ra ngoài bán trên livestream. Theo đó, vẫn là những quảng cáo kem trộn có khả năng làm trắng siêu việt và thêm cả công thức gia truyền. Số người xem rồi chốt đơn cứ thế tăng lên trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Trên thực tế, đã có không ít clip bóc phốt thành phần độc hại của kem trộn, được chính các bác sĩ da liễu có chứng chỉ hành nghề thực hiện. Tuy nhiên, người bán kem trộn sẵn sàng có lý lẽ để phản bác lại tất cả. Chỉ cần search từ khóa, lý lẽ của người bán kem trộn sẽ thấy hàng loạt lời giải thích tác dụng của kem trộn mà không vấp một chữ nào để thuyết phục người mua, điển hình như: có người 16 tuổi bắt đầu thoa kem rồi, ghiền tới giờ luôn. Kem body thì bôi body, chứ ai bôi lên mặt mà sợ hỏng. Thời buổi này mà mấy chị không biết xài kem trộn là một sự đáng tiếc. Hàng em xài nguyên liệu toàn nhập khẩu của nước ngoài, vài triệu một ký. Hay các chị thấy ai bán hàng chịu chơi như em không, trộn cả tinh chất hạt nho phủ bạch kim trộn với vitamin C. Đó chỉ là một trong số ít những lời quảng cáo của các chủ shop bán kem trộn cho sản phẩm của mình. Không ít người phải thừa nhận rằng, dù nghe rất hay nhưng nếu không biết rõ tác hại của kem trộn từ trước, họ sẽ dùng. Bên cạnh đó, có không ít người giữ được sự tỉnh táo và cho rằng, dù thế nào thì kem trộn cũng là thứ không nên dùng vì rất nhiều tác hại đã được kiểm chứng. Thực tế, bất kỳ loại kem nào cũng phải trộn thật, nhưng không tự nhiên mà người ta dùng riêng từ kem trộn cho các sản phẩm không rõ nguồn gốc, có hại cho sức khỏe. Vì vậy mà người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ trước khi gửi trọn niềm tin vào người bán nhé.